Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Một trận chiến cực kỳ khốc liệt đang diễn ra tại một thị trấn bị tàn phá và ít người biết đến ở tiền tuyến cách Kharkov khoảng 320 km. Tiếp đó, các lực lượng Ukraine dù kiệt sức vẫn đang cố gắng giữ vững phòng tuyến ở thị trấn Chasov Yar, tỉnh Donetsk khi viện trợ và đạn dược của Mỹ cũng như các nước phương Tây khác cuối cùng cũng bắt đầu tới tay họ. Trên xe bọc thép chở quân Spartan do Anh sản xuất, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới 28 Ukraine trong tình trạng thiếu ngủ khi phải lên xe vào khoảng 2 giờ sáng. Khi xe dừng lại, những người lính mệt mỏi bước ra khỏi chiếc xe chật chội, tay cầm súng đến một bãi đất trống. Không khí phảng phất mùi khói hăng nồng, một nhân viên báo chí của lữ đoàn cho biết đó là vì Chasov Yar đang bốc cháy. Trong những tháng gần đây, lực lượng phòng thủ của thị trấn ngày càng rơi vào tình thế bấp bênh vì thiếu quân và đạn pháo trong khi phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của lực lượng Nga. Bất chấp ưu thế về hỏa lực áp đảo, lực lượng Nga vẫn không thể chiếm được thị trấn. Điều này khiến một số nhà quan sát cho rằng cơ hội của Điện Kremlin ở phía đông đang đóng lại khi viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Ukraine đang tới tiền tuyến, củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine. Một chỉ huy đơn vị pháo binh của lữ đoàn Lyut Fury thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết tình hình đạn dược đã được cải thiện. Một binh sĩ Ukraine cho biết hiện không có tình trạng thiếu đạn dược đáng kể nào ở đây. Trung bình chúng tôi bắn khoảng 1.000 viên đạn mỗi ngày. Kiệt sức nhưng không bị thương, những người lính Ukraine vẫn gồng mình chiến đấu để bảo vệ vị trí phòng thủ của mình. Một số người bị thương, bị bỏng nặng do đạn pháo của Nga và bộ quân phục của họ đã biến thành những mảnh vải vụn rách nát. Theo các chuyên gia, thị trấn Chasov Yar ở miền đông Ukraine có ý nghĩa chính trị, quân sự và hậu cần quan trọng đối với cả quân đội Nga lẫn Ukraine. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky cho biết việc quân đội Nga kiểm soát được Chasov Yar, nơi từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần quân đội Ukraine. Chuyên gia này đã từng cảnh báo thêm, vấn đề quan trọng giờ đây là Nga có thể sẽ biến xung đột tại khu vực này thành một chuỗi các hành động tấn công và gây áp lực liên tiếp. Sự sụp đổ của một trong những lớp phòng thủ của Ukraine như hệ thống hậu cần sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hàng phòng thủ chung nơi tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Oleg Klazunov, phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Trường Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, mô tả khu vực Chasov Yar là con đường quan trọng, trực tiếp và đầu tiên dẫn tới thành phố Konstantinovka, sau đó là Kramatorsk và Slaviansk. Vị chuyên gia nói, việc Ukraine thất thủ tại Chasov Yar cũng giống như trong trận chiến Kursk thời Thế chiến thứ hai. Cuộc xung đột vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbas. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chasov Yar sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột. Theo avia.pro, tại Nikolaev, một cuộc tấn công tên lửa đã được lực lượng Nga thực hiện nhằm vào sân bay quân sự Voznesensk, nơi trước đây được Ukraine sử dụng làm căn cứ cho trực thăng quân sự và máy bay chiến đấu Su-25. Sân bay Voznesensk đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, là tiền đề cho việc triển khai lực lượng hàng không và tiến hành các hoạt động chiến đấu. Theo nguồn tin, Nga đã sử dụng tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander để tấn công sân bay Voznesensk. Trước đó, quân đội Nga cũng đã thực hiện hai cuộc tấn công tên lửa vào một sân bay quân sự gần Mirgorod ở Poltava. Căn cứ không quân Mirgorod phục vụ các hoạt động hàng không chiến thuật của Ukraine và là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu Su-27. Các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở này được Nga thực hiện thường xuyên. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, ông Andrei Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, nhận định với hãng thông tấn nhà nước Edoyan Novosti rằng nếu các tiêm kích F-16 của Ukraine được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Nga, thì các căn cứ của NATO đặt những tiêm kích này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Điện Kremlin. Ông Kartapolov nói, nếu các chiến đấu cơ này cất cánh từ sân bay của một quốc gia nào đó, tiến vào không phận Ukraine, phóng tên lửa và quay trở lại đây, thì đó là mục tiêu hợp pháp. Về việc bắn hạ, chúng tôi có thể bắn hạ bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Hiện nay, việc lực lượng không quân Ukraine đưa vào sử dụng tiêm kích F-16 đối mặt với một số thách thức, bởi tiêm kích này yêu cầu đường băng được bảo trì tốt và kho chứa máy bay nhằm bảo vệ chúng trước các cuộc tấn công mặt đất. Mặc dù không rõ có bao nhiêu căn cứ không quân của Ukraine có thể đáp ứng những yêu cầu này, nhưng Frank Ledwig, học giả cấp cao nghiên cứu về luật và chiến tranh tại Đại học Portsmouth ở Anh, đồng thời là cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, trước đó nhận định với Newsweek rằng khi các tiêm kích F-16 đến Ukraine, chúng sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút các hệ thống phòng không và chiến đấu cơ Nga. Bình luận của nghị sĩ Kartapolov đã nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Putin hồi cuối tháng 3 năm 2024, khi ông cho rằng các căn cứ phương Tây đặt tiêm kích F-16 tiến hành các chiến dịch chống Nga sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Quân đội Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái UAV hạng nặng có thể nâng trọng tải lên tới 200 kg. Chiếc UAV có dạng quadcopter này được quảng bá là giải pháp hậu giá rẻ cho tiền tuyến. Đoạn video về hoạt động của chiếc UAV có tên Perun, thân sấm sét của người Slav, được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17 tháng 6. Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Perun sử dụng phần mềm được phát triển trong nước. Đoạn video cho thấy hai phiên bản khác nhau của UAV, một trong số đó có cánh quạt đồng trục tạo ra lực nâng đủ để nâng một người lính có vũ trang đu trên một sợi dây. UAV có thể chống rung lắc khi người lính đáp xuống mặt đất. Ngoài ra còn có cảnh quay về một chiếc máy bay không người lái khác dường như được gắn tên lửa chống tăng Phagot. Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội đầu năm nay cho thấy tên lửa Phagot có thể phóng từ UAV. Perun được cho là kết quả nỗ lực của Nga nhằm phát triển một nền tảng tương tự như UAV Baba Yaga của Ukraine. Lực lượng Kiev đã quân sự hóa một mẫu UAV nông nghiệp 6 cánh quạt có kích thước tương đối lớn và đang sử dụng chúng trong cuộc xung đột với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phiên bản của Moscow dường như có khả năng mang trọng tải lớn hơn và có thể được sử dụng cho các hoạt động sơ tán y tế khỏi tiền tuyến. Mẫu UAV này cũng đang được xem xét để vận chuyển các đội biệt kích nhỏ cho các cuộc tấn công bất ngờ hoặc được dùng như một nền tảng vũ khí. Máy bay không người lái UAV giờ đây đã trở thành một vũ khí lợi hại đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột. Giai đoạn đầu của xung đột, Nga sử dụng UAV ít hơn so với Ukraine. Trong khi đó, Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV loại nhỏ để thả lựu đạn vào các vị trí phòng thủ của Nga, khiến binh sĩ Moscow mắc kẹt trong chiến hào. Ukraine sử dụng UAV để xác định lực lượng Nga, từ đó nhanh chóng điều chỉnh hỏa lực phù hợp, nhắm mục tiêu vào xe tăng Moscow đang băng qua những cánh đồng. Vào giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, Nga đã bắt đầu sử dụng UAV để lật ngược tình thế trên chiến trường. Càng về sau, Nga càng có nhiều cải tiến về chiến thuật sử dụng UAV, hạn chế từng bước lợi thế của Ukraine. Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng kết quả của xung đột Nga-Ukraine có thể được quyết định bởi vũ khí này. Cả Nga và Ukraine đều nhìn thấy tầm quan trọng không chỉ của UAV giám sát mà còn của UAV tầm xa, có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị nằm sâu phía sau phòng tuyến của đối phương. Nga đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Moscow tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng UAV kết hợp với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tấn công các kho tên lửa và làm suy giảm khả năng tự vệ của Kiev. Trong khi đó, Ukraine đã tăng cường sản xuất UAV giá rẻ để gây thiệt hại cho Nga. Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV, có ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể phá hủy các vũ khí hạng nặng đắt đỏ. Mục tiêu năm nay của Ukraine là sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái với ít nhất một nửa linh kiện được sản xuất trong nước, nhằm bù đắp nguồn viện trợ bị trì hoãn của Mỹ. Sân bay Mirgorod được sử dụng để tiếp nhiên liệu và đạn dược cho các máy bay ném bom của Ukraine. Vì vậy mà sân bay này thường xuyên bị quân đội Nga tấn công. Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công tên lửa vào sân bay quân sự chiến lược ở gần Mirgorod thuộc vùng Poltava. Vụ nổ ở khu vực sân bay đã được các kênh truyền thông địa phương đưa tin và sau đó là ấn phẩm Strana của Ukraine. Theo nguồn tin của Kiev, một tên lửa khác của Nga đã bắn trúng mục tiêu ở Kryvyi Rih, nơi xảy ra vụ nổ mạnh kèm theo tia sáng chói. Theo dữ liệu sơ bộ, một tên lửa Iskander cũng đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine. Iskander là loại tên lửa hiện đại của Nga. Tên lửa Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường, nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Ngay trước cuộc tấn công, cảnh báo không kích đã được công bố ở Poltava và 5 khu vực khác của Ukraine. Căn cứ không quân Mirgorod nằm gần thành phố cùng tên, phục vụ hoạt động hàng không chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine và các máy bay chiến đấu Su-27 đang đóng quân tại đây. Theo AVP, sau cuộc tấn công mới nhất, cơ sở hạ tầng của sân bay đã bị thiệt hại đáng kể. Điều này được xác nhận bởi các nguồn tin địa phương và truyền thông Ukraine. Trước đó, quân đội Nga tập trung tấn công mạnh mẽ vào sân bay quân sự ở Starokostiantyniv. Theo báo cáo, rất nhiều máy bay không người lái và tên lửa hành trình được Nga phóng đều nhằm vào sân bay này, nơi dự kiến tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Nguồn tin từ Ukraine cho biết cuộc tấn công bắt đầu vào đêm khuya và kéo dài trong vài giờ đồng hồ. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay, bao gồm đường băng, nhà chứa máy bay và kho nhiên liệu. Sân bay quân sự ở Starokostiantyniv có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine. Việc Ukraine triển khai máy bay chiến đấu F-16 tại sân bay này, nếu đúng như nhận định của Nga, sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân và cung cấp cho Kiev những khả năng mới để bảo vệ không phận nước này. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên căn cứ không quân Starokostiantyniv bị tấn công. Cuối tháng 5, truyền thông Nga cũng đưa tin về việc quân đội nước này tiến hành một vụ không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng vùng Khmelnytsky, một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng sân bay quân sự ở Starokostiantyniv. Vào đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát Crimea và Biển Đen sẽ đóng vai trò trung tâm trong những tháng tới. Các chuyên gia nhận định nếu Ukraine thành công ở Crimea thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Olga Khvostunova, thành viên chương trình Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại FPRI có trụ sở tại Pennsylvania, nước Mỹ nói thất bại của Nga ở Crimea sẽ không chỉ là một thất bại. Tổng thống Zelensky đã liên tục tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải có điều khoản trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Trong vài tuần qua, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công thành công vào Crimea nhắm tới nhiều khẩu đội phòng không của Nga và sân bay Banbek gần Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea. Ông Elina Beketova, nhà nghiên cứu dân chủ tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu có trụ sở tại Washington, nói với Business Insider rằng các cuộc tấn công của Ukraine trên bán đảo Crimea đang có vẻ thành công nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai một cách hệ thống. Bà Maria Snegovaya, thành viên cấp cao của chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington cho biết Crimea là chìa khóa để Nga tiếp cận và hoạt động ở Biển Đen. Theo nhà nghiên cứu Beketova, các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea và hạm đội Biển Đen nhằm mục đích tước đi cơ hội của các lực lượng Nga sử dụng bán đảo để tấn công vào lãnh thổ Ukraine, cũng như làm gián đoạn sự hỗ trợ cho quân đội Nga tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam Ukraine. Cầu Kerch dài gần 20 km nối đất liền nước Nga với bờ biển phía đông Crimea. Theo Business Insider, đối với Tổng thống Nga Putin, cây cầu là một trong những thành tựu lớn nhất của ông, tượng trưng cho điều mà ông tin là sự trở lại của Crimea với Nga. Do đó, nếu thành công phá hủy cây cầu, thì đây sẽ vừa là một chiến thắng mang tính chiến lược, vừa mang tính biểu tượng đối với Ukraine, đồng thời là một đòn giáng mạnh vào Nga. Chuyên gia Snegovaya nói, Nga không thể để mất Crimea. Điều này mang lại cho Ukraine cơ hội sử dụng việc đe dọa tình hình của Crimea như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Còn nhà nghiên cứu Beketova nói, nếu Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát Biển Đen và bán đảo, hoặc đơn giản là gây đủ áp lực lên những khu vực này để đe dọa Moscow, điều đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến. Ở một diễn biến khác, phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu, ông Zelensky nói, chúng ta phải cùng nhau quyết định xem nền hòa bình công bằng có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới và làm thế nào để đạt được nó một cách thực sự lâu dài. Và sau đó, khi kế hoạch hành động được đặt lên bàn, được tất cả các quốc gia nhất trí, nó sẽ được thông báo tới các đại diện của Nga để chúng ta có thể thực sự chấm dứt xung đột tại hội nghị lần 2. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng 101 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Ông nói, chúng ta đã tránh được một trong những điều khủng khiếp nhất, sự chia cắt thế giới thành các khối đối lập, có các đại diện đến từ châu Mỹ Latin, châu Phi, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo. 101 người tham dự, không ai có đặc quyền quyết định thay người khác. Đây thực sự là một thế giới đa cực. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng những quốc gia không cử đại diện đến hội nghị lần này nhưng có chung giá trị trong hành động và lời nói sẽ có thể tham gia công việc của chúng tôi trong các giai đoạn tiếp theo của công thức hòa bình. Lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, ông Sergei Naryshkin cho biết, việc Ukraine từ chối chấp nhận đề xuất hòa bình mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đến việc Moscow đặt ra các điều kiện cứng rắn hơn trong tương lai. Ông Putin đã tuyên bố Moscow có thể ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Ukraine rút hết quân khỏi 4 vùng mới sáp nhập vào Nga, hồi tháng 10 năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng lưu ý một nền hòa bình lâu dài có thể đạt được nếu Ukraine cam kết duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ các yêu sách trước đây đối với cả 5 vùng đã chọn sáp nhập vào Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea. Ông Putin nói thêm, tất cả những điều khoản trên cùng với một số điều khoản khác cần được quốc tế công nhận. Tiếp sau đó là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Tuy nhiên, cả Kiev và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đều bác bỏ lời đề nghị trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khăng khăng đòi Nga rút quân về khu vực biên giới với Ukraine năm 1991 như một điều kiện tiên quyết cho hòa đàm, đồng thời gọi đề xuất hòa bình của ông Putin là tối hậu thư. Giám đốc SVR Sergei Norishkin cho rằng Kiev tốt hơn nên chấp nhận đề xuất hiện giờ của ông Putin. Các điều khoản tiếp theo nhằm đạt lệnh ngừng bắn và ký kết một số loại thỏa thuận hòa bình sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine. Bình luận về phản ứng của Tổng thống Putin trước việc Kiev từ chối chấp nhận lời đề nghị mới nhất từ Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, ông Putin coi đó là điều khá dễ đoán, nhưng lưu ý, ngay cả trong chính quyền Ukraine cũng có những người bắt đầu cân nhắc xem liệu có đáng để chờ đợi những điều kiện thậm chí còn tồi tệ hơn nữa hay không. Về phía mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, Kiev gần như sẵn sàng thương lượng với Moscow, nhưng chỉ khi họ ở vị thế đàm phán mạnh nhất. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia nói rằng, Ukraine nhiều lần cho thấy sự không đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp nhiều nỗ lực của Moscow nhằm giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Ông Nebenzia dẫn chứng rằng, vào tháng 4 năm 2022, cả Nga và Ukraine đã ký tắt thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhưng Kiev sau đó đã từ bỏ thỏa thuận này. Ông nói, kết luận hợp lý duy nhất là chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có khả năng đàm phán. Cũng theo nhà ngoại giao Nga, việc ông Zelensky năm ngoái ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga đã đặt câu hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại. Đồng thời nhấn mạnh, sự mâu thuẫn trắng trợn như vậy là đặc điểm nổi bật trong toàn bộ chính sách đối ngoại của Ukraine. Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Nga. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, một trong những cuộc tranh luận tổng thống ấn tượng nhất lịch sử sẽ được khai màn trên đài CNN. Đây sẽ là trận so găng trực tiếp đầu tiên trên đường đua năm nay giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm của mình, ông Donald Trump, người từng thất bại dưới tay ông vào 4 năm trước đó. Trong bối cảnh đó, căng thẳng đang gia tăng giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump tại các sự kiện tranh cử riêng lẻ. Tại sự kiện vận động tranh cử Turning Point USA ở Detroit hôm 17 tháng 6, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh rằng ông không gây ra bất kỳ cuộc xung đột mới nào trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hướng tới khôi phục hòa bình, đặc biệt ở Ukraine, nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump cáo buộc sự yếu kém và thất bại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khiến nước Mỹ rơi vào nguy hiểm nghiêm trọng và kéo chúng ta vào Thế chiến 3. Ông Trump nói rằng người kế nhiệm ông đã gây thiệt hại cho đất nước nhiều hơn 10 tổng thống yếu kém nhất trong lịch sử Mỹ cộng lại. Ông Trump nhấn mạnh, chúng ta có rất nhiều vấn đề ở đất nước này. Trên hết, chúng ta có thể rơi vào Thế chiến 3 vì chúng ta có một nhà lãnh đạo yếu kém mà lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện ở đó. Trước đó vào đầu tháng này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News đề cập đến Tổng thống Joe Biden rằng bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Chúng ta có nguy cơ bước vào Thế chiến 3 vì lãnh đạo của chúng ta. Theo ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang dẫn đầu. Ông Trump chỉ trích người kế nhiệm và họ đang đối phó với một người không dẫn đầu của họ. Và thành thật mà nói, ông ấy chưa bao giờ dẫn đầu. Hãy nhìn vào chính sách đối ngoại của ông ấy trong nhiều năm qua. Nó luôn sai lầm. Cựu Tổng thống Mỹ nói, tôi không muốn thấy đất nước rơi vào chiến tranh hạt nhân. Ông Trump cũng cho biết, ông không đồng tình với ông Biden ở quan điểm cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, sự nóng lên toàn cầu duy nhất quan trọng đối với tôi là sự nóng lên toàn cầu do hạt nhân, vì đó là vấn đề thực sự. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Business Insider vừa qua rằng chính sách của Tổng thống Biden đã tạo ra sự phát triển kinh tế phù hợp trong nước, đảm bảo hòa bình và an ninh nằm trong tầm kiểm soát tốt và Mỹ thực sự đang phát huy vai trò của mình trên thế giới. Thủ tướng Đức nói, tôi nghĩ hơi lạ khi người dân ở đất nước này suy đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo ở Mỹ. Tôi nghĩ rất có khả năng Tổng thống hiện tại có thể giành chiến thắng. Ông Scholz nhận xét, ông ấy tận tụy xây dựng sự đoàn kết và gắn kết quốc gia. Đương kim Tổng thống Mỹ đang gặp trở ngại về vấn đề tuổi tác và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức gạt bỏ những lo lắng đó và khẳng định ông Biden rất minh mẫn. Ông ấy là một trong những chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất thế giới, đặc biệt về chính trị quốc tế. Bình luận về phát biểu trên của Thủ tướng Đức, ông Enrique Colby, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời ông Donald Trump, chỉ trích phát ngôn của ông Scholz rất không phù hợp. Ông Colby viết trên mạng xã hội X, tôi nghĩ tốt hơn hết không nên can dự vào các cuộc bầu cử của nhau. Nhưng trước những phát ngôn như vậy, Đảng Cộng Hòa nên phát thông điệp gì về chính phủ hiện tại của Đức đây? Cựu quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc bàn luận về chính trị và bầu cử Mỹ là điều không phù hợp và mỉa mai, không rõ liệu ông Scholz có thực sự hiểu bản thân đang nói gì hay không. Ông Colby là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của ông Trump nếu cựu Tổng thống Mỹ đắc cử năm nay. Ông cũng ủng hộ quan điểm Mỹ nên bớt can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài, trong đó có xung đột Ukraine. Trong cuộc thăm dò mới của Reuters, Ipsos, 41% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, trong khi 39% cho hay họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden. Tuy nhiên, theo Reuters, cuộc khảo sát có sai số khoảng 3%, đồng thời lưu ý rằng một cuộc khảo sát từ cuối tháng 5 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 2%. Tâm trạng bi quan của cử tri Mỹ đối với nền kinh tế đất nước và cách Tổng thống Joe Biden xử lý nó dường như ngày càng gia tăng khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Các cuộc khảo sát cho thấy nhiều cử tri hiện có quan điểm tích cực hơn về nền kinh tế Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Những lo lắng của Đảng Dân Chủ càng tăng lên khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và Tổng thống Biden thực hiện 2 chuyến công du liên tiếp tới châu Âu để giải quyết các vấn đề đối ngoại, đồng nghĩa ông có ít thời gian hơn cho các vấn đề trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, khi được hỏi về việc người tiêu dùng Mỹ đang đánh mất niềm tin đối với ông, Tổng thống Biden tuyên bố, chúng tôi đã xoay chuyển tình thế rồi. Một cuộc thăm dò mới từ Cook Political Report cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở 6 trên 7 bang chiến trường, những nơi có thể định đoạt kết quả bầu cử. Theo kết quả khảo sát, 40% cử tri ở các bang này tin rằng Tổng thống Biden có thể kiểm soát được lạm phát so với 56% ý kiến tin ông Trump sẽ làm được. Kết quả khảo sát của ABC News, Ipsos được công bố ngày 5 tháng 5, cho thấy kinh tế và lạm phát nằm trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. 88% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và 85% nói tương tự khi bàn về lạm phát. 46% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng ông Trump trong lĩnh vực kinh tế, trong khi 32% chọn Tổng thống Biden. 21% nói không tin tưởng cả hai ứng viên. 44% người tham gia khảo sát tin ông Trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát. 30% nghĩ ông Biden sẽ làm tốt hơn. 25% không tin tưởng ứng viên nào. Dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang tốt lên nhưng chưa giúp ông Biden thuyết phục người dân rằng Tổng thống giỏi điều hành lĩnh vực này. Có 272.000 việc làm được tạo ra trong tháng 5. Sau khi số liệu được công bố hồi đầu tháng 6, Tổng thống Joe Biden nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe mạnh dưới thời chính quyền của ông. Ông Biden đã liên tục ca ngợi về sự bùng nổ việc làm kỷ lục, thị trường chứng khoán lập đỉnh mới. Ông thúc đẩy các chính sách nhằm tăng lương và kiềm chế chi tiêu cho tầng lớp lao động. Nhưng một năm qua, theo Politico, công chúng vẫn không lạc quan hơn về cách điều hành kinh tế của Tổng thống. Do bị ám ảnh bởi giá cả tăng cao, chi phí nhà ở và lãi suất leo thang, người dân vẫn hoài nghi và lo lắng một cuộc suy thoái sắp xảy ra, bất chấp dữ liệu và chuyên gia không còn nghiêng về nguy cơ đó. Trong khi đó, AP cho hay ông Donald Trump đang tập trung chỉ trích các chính sách kinh tế của ông Biden vào tình trạng lạm phát gia tăng, điều mà các cuộc thăm dò cho thấy vẫn ảnh hưởng nặng nề đến đánh giá của cử tri về nền kinh tế. Các đảng viên Dân Chủ lo lắng những số liệu đẹp vẫn không cải thiện được đánh giá của cử tri vào thời điểm đã rất gần cuộc bầu cử tháng 11.